Chào bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm camera IP vào đầu ghi hình P6S Pro. Trên màn hình trống, các bạn chọn, bấm chuột phải chọn thiết bị IP. Chọn vô đây là các kênh địa phương, là kênh dùng để dây ha. Giờ đầu ghi 4 thì trong này tôi có cài chỉ sử dụng một camera IP, cho nên là chúng ta chọn vô phần tìm kiếm ha. Rồi, và các bạn sẽ thấy ở trong này bạn làm tươi nè thì sẽ thấy những con camera IP trong mạng của các bạn, và đầu ghi có thể nhận được. Ở đây có một con camera với địa chỉ IP là 192.168.1.11 ha. Bạn chọn vô nè. Rồi, và chọn vào. Sau khi đã chọn camera thì tiếp theo là chọn thêm vào. Và ở đây yêu cầu nhập tên và mật khẩu của quản trị đầu ghi. Nếu không có mật khẩu thì bạn chọn được luôn. Còn nếu mà có mật khẩu, bạn nhập mật khẩu vào đây, khung mật khẩu ha, và chọn được. Như vậy là đã xong, con camera IP đã vào, kết nối thành công ha. Đây IP, cái này chế độ của camera ảnh, chế độ on quay, và trong này là đã nhận xong rồi. Như vậy đã vào được, các bạn chọn thoát ra lối thoát nè, chọn vào đây là xong. Như vậy đã xong con camera ha, rất đơn giản. Và còn cái phần mà muốn điều khiển ở trên này thì ở trên này nó có cái phần điều khiển PTZ để các bạn xoay camera ha. Đây, xoay camera, xoay điều khiển camera đó. À nè, con xoay lên nè, xuống, điều khiển các hướng. Như vậy là đã xong. Chào tạm biệt các bạn.